mà nó di căn qua cái buồng trứng, phải là cái buồng trứng là nằm một cái buồng trứng, cái buồng trứng là phần này là buồng trứng mới để rồi xong nha, cái này giấu buồng lắm cái coi này quy quy thủy của nó ngoài này nó chứng tỏ gì, chứng tỏ là bệnh nhân suy dưỡng, tức là suy kiệt thì hẹn cũng chị cũng suy dưỡng, nghe không được nói mà thành ra cái dấu hiệu này nếu mà nói là dấu hiệu có đặc trưng của hẹn cũng bị cũng phải luôn, mà là dấu hiệu của nhân cũng được, cái này là lấy nguyên thủy trong đời nguyên luôn. Rồi vậy thì dùng những dấu hiệu hồi nãy nói rồi lâm sàng mà đợi có triệu chứng là xong rồi, mà thật sự triệu chứng của nó gần như không có gì chứng minh được không vậy, đợi tới lúc mà rào được một u là hẹn không bị nữa thì quá trễ. Thì đây là những cái giúp mình chẩn đoán trên cận lâm sàng chính xác nhất. Bây giờ nội soi là sao, người ta dùng một cái ống nha, cái soi được mình làm gắn camera đâu, người ta soi trong thực quản, trong miệng rồi qua thực quản xuống dạ dày nha, thì ưu điểm của nó là quá dễ rồi, tự nhiên mình thấy được hết bằng mắt thường nha, rồi có thể sinh thiết được luôn, tức là khi mình thấy cái tổn thương mình sinh thiết để mình giảo bệnh được nha. Rồi độ chính xác của nó là tới 90-96%, nhưng mà khuyết điểm của nó gì lại thuộc cái ông soi kinh nghiệm người soi, có những tổn thương cái người soi kinh nghiệm người ta nhìn ra ung thư, có những thương là không nhìn ra. Rồi thì ngay cho bản thân cái chuyện sinh thiết nó cũng có thể xảy ra vấn đề, đúng không bạn? Ví dụ như bạn thấy một cái tổn thương như thế này nha, rồi bạn bấm lấy kìm rồi bấm vô khẩu thì có chắc là bạn bấm đúng chỗ không? Rất nhiều trường hợp bấm không đúng chỗ, cái chỗ mà người ta nói trúng của nó, tức là cái chỗ mình dễ lấy ra hồn thương nhất á là ranh giới giữa cái mô và mô thường mô lành, nhưng mà cái ranh giới nó lấy của mình xui. Còn nhiều khi nếu mà bạn lấy mà cái mô ngay ở đây á thì thường thường nhiều khi nó chỉ là cái mô hoại tử thôi, thành ra người ta cũng kéo họ lấy giữa ranh giới giữa mô mô với mô lành, cái mép mô với mô lành, chỗ đó nhiều khi khó lấy lắm. Giờ ta lấy trên đoạn sau dài dài người ta khuyến cáo là lấy ít nhất từ 6-8 mẫu nha, thì độ chính xác có thay đổi nhẹ lên 98% một sót hơn nha. Rồi từ mặt xin sai nói là nhất là sai vị trí nha, nha là không đủ số lượng mẫu nha. Số 3 là tinh tiết không đủ sâu. Trong ung thư dạ dày nó có một cái thể hồi nãy lâu năm đó là thể lan tỏa, tức là ung thư cái tên Latin của nó là Lanatis Plastica, Lanatis Plastica, Lanatis là cái ống, Plastica là nhựa, tức là cái ống nhựa đây, tức là cái dạ dày nó cứng như nó dày lên, nó hơi dày lên và nó chắc luôn, cái mô nó hay hết dày luôn nha, nó không có một cái sùi cái lét trong lòng đấy nha, nó không chuyển nội thành thì nó hay quay đến cái thành cái này nó cứng như một cái ống nhựa đó, nó lan tiếp quá ra ha. Đây thì tóc tay nó mã là dạ dày nó giống như túi da vậy đó, tức là rò vô nó gai gai cứng cứng như cái da buộc mình da đó. Thì đối với cái này á thì nội soi có thể á, nếu người nội soi kinh nghiệm thì không nói, nhưng mà người nội soi không kinh nghiệm có thể nhìn vô lòng dạ dày là bình thường, nếu mà quay con bình thường nghe thì chất lượng bình thường không đúng, nhưng mà nếu nghi ngờ á họ bấm một phát rồi sinh thiết á thì cũng chưa chắc ra ung thư luôn, tại vì cái này mô của nằm lẫn chứ nè, nằm lẫn trong thành á, thành ra sinh thiết nó sinh thiết sâu, sinh thiết sâu là sao, ngoài người ta sẽ sinh thiết á lấy cái kèm nó đón cái đèn khác thôi, cái khác thứ hai người ta thay cái lối chỗ khác, nó bấm đúng chỗ đó, ta đẩy sâu vô cho nó bấm, thì sinh tí sâu đó, nó có khuyết điểm là gì, dễ bụng như vậy, sinh tí không tốt bụng như vậy, thì nó như vậy thì nó có khá nữa, đó là những được một số trường hợp mà nó tiếp plastica thì ta cho phép để đoán được x-quang rồi càng dễ cản quan, cái x-quang cái cản quan thì nó chỉ cho nó nặng nữa luôn, thì nó có về cơ bản mình dễ chú á, thì coi như là có một cái quan như này, một cái quan như này, cái quan là đấu quan kép á, thì ở nước ngoài người ta chụp đấu quan kép, nhưng mà ở mình chụp cái dài thì vẫn chụp một cái quan, cái view này là phim đấu quan kép. Độ nhạy nó khá là thấp, tại vì những cái tổn thương nhỏ mà mình không có thấy là đứt quan được, ngay cả đấu quan kép thì độ nhạy nó người đọc kinh nghiệm kia độ nhạy nó lên 60%, nhưng mà nó lại rất là tốt trong trường hợp này ung thư mà lại đứt plastica. Nếu mà tới các bạn lâm sàng thì nên yêu cầu là giải bài tập quen dễ dàng. Với bạn đi hình ảnh thì cũng nên yêu cầu là các bạn đi sàn ngoài. Rồi xin scan phương tiện hiện tại bây giờ.
cái này bây giờ hồi xưa người ta nói đắt nhưng mà bây giờ nó cũng tính ra không phải là quá đắt. Chụp một lần có cảnh quan là một triệu ba, phải giá đó từ dưới tí, không cảnh quan thì phải bắt tí trăm gì đó, mà nếu có bảo hiểm thì bảo hiểm có trả cả, nói chung là cả hết lần hết. Đó là về lúc nghe là như ở giờ nãy thì cái này là khá là hành vi. Thì trong CT scan nhỏ người lại là chẩn lâm hình ảnh học còn chẩn lâm sàng, mà để chẩn đoán thì không đưa về thì chỉ có để chẩn đoán xác định thì chỉ có nội soi chỉ có x quang cảnh quan thôi, còn CT scan này là không có ý nghĩa chẩn đoán mình, nó chỉ có ý nghĩa đánh giá công ty anh em tới cái giai đoạn ấy. Có một số trường hợp bệnh nhân vô tình bởi một cái bệnh gì đó đi chụp CT bụng thì trên CT người ta đọc thấy là dày thành dày dày thì đó là dấu hiệu gợi ý chứ không phải là dấu hiệu giúp chẩn đoán ung thư. Sau đó bệnh nhân vẫn có được đi nội soi để thấy là có ô hay không, thì đánh giá CT scan mà giúp đánh giá tư anh em. Và cái chuẩn để chụp CT ở bên nước ngoài này, để người ta đánh giá được tốt tư anh em này là người ta dùng nhãn quan để ngang đường chẩn mạch đường uốn. Ở mình á, thì nó không có cái sự thống nhất giữa bác sĩ ung thư và bác sĩ quân cho nó nặng, thành ra một số bác sĩ cho nó nặng người ta không có theo, tức là người ta có uống cảm quan đường miệng và chích cảm quan đường tĩnh mạch luôn, để cho uống cảm quan đường miệng nó làm gì, cho cái dày nó phồng ra vừa đủ, cái lòng mũi nó phồng ra vừa đủ, rồi cảm quan đường mạch tĩnh mạch thì cái thành nó hiện rõ lên thấy, thì cái gọi đó của mình đó là trên CT á, thì cái đó là tiêu chuẩn tốt nhất của nó. Nhưng mà mình thì mình chưa có nào bị dưỡng nó làm nghiên cứu thôi, mà biết là làm nghiên cứu xong rồi nó có dừng không, rồi mình làm dừng á. Cái hồi đợt đó thì có một bệnh là chụp CT scan cũng chậu ha, thì đánh giá tư anh em là đánh giá giai đoạn T xâm lấn nè, đặt dưới di căn ha. Thì cái mức độ xâm lấn thì trước đây nó chỉ cho là chính xác là 43-48 gặp chứ là thấp, thì chung là thấp. Nhưng mà bây giờ với kỹ thuật mà tĩnh mạch chỉ cộng với uống cộng với cái máy CT giờ nó hiện đại hơn, cái máy CT bây giờ 64-128 lát rồi, cái kỹ cái người đọc người ta cũng kinh nghiệm hơn thì cái tỷ lệ này nó cao hơn, mà cũng chưa có số lượng mới. Nhưng mà các chủ nhớ là trong cái CT này cho dù có kết quả chính xác tốt như vậy có cao lên, nhưng trên CT gần như mình không phân biệt được T1 và T2. Các anh chị chỉ có thể phân biệt được là ví dụ u này nó xâm lấn hay chưa, tức là T4. Ví dụ vậy, cái u to này xâm lấn hay chưa, T4 quê hay không, hay là phân lên được T4 với T1. Nhưng không thể phân biệt được T1 với T2. Chuyện là không thể phân biệt được CT hay không thể phân biệt được T2 với T3. Không thể. Mình có thể phân biệt được một cái ung thư rất tiến triển, ví dụ tôi muốn ăn quên với ung thư T1 còn đây còn nhỏ gần quá mà không biệt được. Rồi cái này đánh giá hạch, đánh giá hạch và mình đánh giá coi cái hạch nào mà có nguy cơ di căn. Thì thông thường cái tiêu chuẩn chung của CT mình lấy để đánh giá một cái hạch di căn là hơn 1 cm. Nhưng mà nó cũng là nhát cái này, có những hạch nó to lùn mà nó không có di căn, không phải là hạch di căn, mà có những hạch bỏ ra biết mà có những hạch mà nhỏ xíu dưới 1 cm nhưng nó là hạch di căn. Nhưng mà trên CT thì mình đâu có làm gì khác được, mình cần như ví dụ như kích thước hồi xưa có người dựa vào đậm độ cũng không xét luôn. Thành ra cái hạch này á nó sẽ rất là nhiều dao động, rất là nhiều theo tùy chúng ta. Như ở Việt Nam bệnh viện đọc dược mà hồi cách đây mấy năm mà lần cứu á thì làm cái nghiên cứu mà đánh giá hạch trên CT á đúng có 19% rồi. 19% tức là đã được hết, xin lỗi